Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với mạng xe cũ mau nỗ. Địa chỉ đơn vị là 89B Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì đơn vị sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn những mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không đâm va, không gập nước, bao check test toàn quốc và có hỗ trợ ngân hàng cho các bác có nhu cầu. Chiếc xe đầu tiên em muốn giới thiệu anh chị và các bạn thông tin đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản full máy dầu. Sản xuất 2021 hiện đang được rao bán với mức giá là hơn 1,2 tỷ. Kế bên cạnh đây nó là một chiếc Mercedes-Benz S450 phiên bản đã được độ lên Maybach rồi. Chi tiết cụ thể thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, xe vừa mới về cửa hàng. Anh chị bạn liên hệ em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị bạn có thể tham khảo. Kế sang bên cạnh đây thì ta có một chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive sản xuất 2021, làm bánh với quãng đường 12.000 km và giá hiện đang rao bán với mức giá là hơn 1,5 tỷ. Chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cho anh chị và các bạn có thể tham khảo chi tiết rõ hơn và tiến sâu bên trong đây. Em sẽ giới thiệu qua cho các bác có thể tham quan qua về một mẫu xe, đó là một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport. Chiếc xe sản xuất là 2021, hiện đang được đơn vị rao bán với mức giá là 1,290 tỷ còn thương lượng. Kế sang bên cạnh đây thì ta có một chiếc xe Mercedes BMW 320i, chiếc xe sản xuất là 2015, hiện đang giao bán với mức giá hơn 700. Kế bên cạnh đây thì ta có một chiếc xe Kia Sorento sản xuất là 2018, lăn bánh quãng đường 18.000 km, giá đang giao bán với mức giá là hơn 700 triệu. Xe đăng ký biển Hà Nội. Anh chi tiết cụ thể các bác quan tâm mẫu xe nào hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin cụ thể. Và sâu bên trong đây thì em có một chiếc Ford Everest Titanium để anh chị và các bạn có thể quan tâm, sản xuất 2019, giá hiện đang giao bán với mức giá là hơn 1 tỷ. Chi tiết cụ thể về giá bán cũng như là các chương trình hỗ trợ về thủ tục mua xe trả góp hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cho anh chị và bạn có thể tham khảo đầy đủ hơn. Với chiếc C200 màu đỏ này là một chiếc phiên bản Exclusive đăng ký biển Hà Nội, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn, hơn 1 tỷ. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho anh chị bạn có thể tham khảo. Xuống bên dưới đây thì em lại có một chiếc xe C200 2018, lăn bánh quãng đường 3,5 vạn km, hiện đang giao bán với mức giá là hơn 1,1 tỷ. Sâu bên trong đây thì em có một chiếc xe Audi A6 đã 2008, đã được lên rất nhiều đồ chơi về la răng cũng như là option về tiện ích cũng như là cái phần vẻ ngoài. Chiếc xe hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá chỉ hơn 400. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ em nhé. Kế bên cạnh đây thì ta có một chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất 2016 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Xe hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là hơn 2,6 tỷ. Ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu da bò. Chi tiết hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cụ thể về hình ảnh cũng như là video chi tiết để các bác có thể tham khảo qua. Xuống bên dưới đây thì em có một chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 sản xuất 2017. Xe có ngoại thất là màu xám titan, hiện đang giao bán với mức giá là hơn 700. Và kế bên cạnh đây thì có một chiếc Mazda 6 phiên bản Premium 2.0 số tự động, lăn bánh quãng đường 2.700 km, siêu mới, giá đang giao bán hơn 800 triệu. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ em. Và sâu bên trong đây thì ta có một chiếc Mercedes-Benz đời cổ cho các bác nào quan tâm về chiếc C250. Xe sản xuất 2014 hiện đang rao bán với mức giá chỉ hơn 500 triệu là anh chị bạn có thể thương hiệu hạng sang với một chiếc Mercedes. Cuối cùng tại cửa hàng đây thì có một chiếc Mercedes-Benz GLC 3250 thì ạ. Xe sản xuất là 2016, ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Hiện đang được rao bán với mức giá là hơn 1,2 tỷ. Chi tiết cụ thể hãy liên hệ, em sẽ gửi đầy đủ bảng kê cũng như là thông tin hỗ trợ về thủ tục trả góp rồi sang tên di chuyển, các bác có thể nắm rõ. Với chiếc Toyota Camry này thì đơn vị vừa mới nhận cọc cũng như là đợi ngày khách đến nhận xe. Chi tiết anh chị bạn cần tìm một mẫu Camry khác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ tìm xe và những chiếc xe em tìm là những chiếc xe luôn chất nhất gửi đến anh chị và các bạn. Sâu bên trong cùng đây thì em có một chiếc xe cuối cùng, đó là một chiếc xe Honda CR-V sản xuất là 2020, hiện đang được đơn vị giao bán trong khoảng giá chỉ hơn 900 chút thôi. Chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ, xe đăng ký biển Hà Nội.
Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin chi tiết các mẫu xe hiện đang có mặt tại xe cũ Mau Đỗ. Anh chị và các bạn quan tâm về những mẫu xe nào trên đây có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin về hình ảnh, video cũng như là thông số của chiếc xe để các bạn có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.